Linh đó, là tại sao khi chúng ta trồng người cái cây nó bị héo teo teo, cái lá nó mất sức sống như thế này? Cái cây này là có ba trường hợp luôn nè, cái gáo nó ruột nè mọi người thấy không? Cái nguyên nhân chính gây ra cái hiện tượng này thì là tất cả đều do cái giá thể mọi người. Bộ rễ nó mọc quá trời mọc luôn mọi người thấy không? Mọi người lưu ý nha, khi chúng ta thay giá thể như thế này á, chúng ta tưới nước cho nó phát triển lại đi, là mọi người tưới vô đây nè, nó sẽ phát triển cái bộ rễ cám này nè, nó hút nước, cái cây sẽ mau phát triển hơn mọi người. Rồi, hello mọi người, trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay tiếp tục những series làm theo những yêu cầu cũng như những thắc mắc của những cô chú anh chị khán giả đã xem kênh Linh, cũng có gửi phản hồi về cho Linh. Rồi, có một số cô chú hỏi Linh đó, là tại sao khi chúng ta trồng người cái cây nó bị héo teo teo, cái lá nó mất sức sống như thế này? Thì sẵn ở đây Linh cũng có một cái cây mà Linh bỏ trong hốc rồi quên đụng tới nó, thì không có chăm sóc cho tới nó này. Rồi sẵn đây là Linh sẽ làm cái clip để hướng dẫn cô chú anh chị mình và nói tại sao cái cây chúng ta bị như vậy ha. Rồi, cái cây chúng ta bị như vậy là thường là Linh trồng, Linh để ý rút kinh nghiệm là thấy một là thiếu nước mọi người, hai là thiếu chất dinh dưỡng ha. Đó là nó, cái cây chúng ta sẽ bị như vậy. Thường là những cái cây chúng ta mà bỏ trong hốc á, quên đụng tới nó nè, là như cái cây này của Linh nè, là cái cây này nó thiếu chất dinh dưỡng rồi, nó thiếu nước luôn mọi người, có khi tưới nước không có tới nó luôn đó. Còn một cái điều thứ ba nữa là trong đây cũng có chất dinh dưỡng mà cái gáo này nó bị ruột mọi người. Cái cây này là có ba trường hợp luôn nè, cái gáo nó ruột nè mọi người thấy không, cái gáo này nó bỏ rồi, là cái cây này là nằm trong ba trường hợp để gây cho cái cây của chúng ta, cây chúng ta bị cái lá teo 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 héo héo mà thiếu sức sống như thế này. À, như cô chú anh chị đã hỏi Linh đó, thì cái cách khắc phục đối với cái cây này thì cũng khá là đơn giản thôi. Mọi người thay giá thể mới, giá thể mới cho nó, bổ sung một ít phân hữu cơ cho nó, trộn vô giá thể luôn ha mọi người. À, rồi trộn thêm một ít là than tổ ong đã qua sử dụng để cho cung cấp cho cái lá chúng ta có màu xanh, cái màu diệp lục xanh cho nó đẹp ha mọi người. Cái nguyên nhân chính gây ra cái hiện tượng này thì là tất cả đều do cái giá thể mọi người, đều do cái giá thể đó. Còn cái thứ hai nữa là nó do cái gáo này mất, nó cũng mất hết chắc một phần chất dinh dưỡng nè, thì chúng ta phải cung cấp cái giá thể mới để cho nó giữ nước, để cho nó giữ nước, chứ cái giá thể này nó không giữ nước được và nó hết chất dinh dưỡng mọi người nè, mọi người thấy nó sơ sát luôn rồi nè, thì chúng ta cần phải thay cái giá thể mới cho nó, rồi cung cấp cho một ít phân hoặc là chọn một ít than tổ ong để cung cấp cái lá màu xanh chất diệp lục cho nó hay mọi người. Khá là đơn giản thôi, thì Linh có chỉ cô chú anh chị rồi, nhưng mà Linh muốn làm một cái clip này để mai mốt cô chú anh chị nào có thắc mắc về cái tình huống này thì Linh gửi cái clip cho mọi người. Mọi người làm thì nó dễ hơn mà Linh chỉ qua tin nhắn là nói đâu này kia ha. Bây giờ Linh sẽ quay cận vô và thay giá thể mới cho nó, cũng như nói một số điều lưu ý cho mọi người khi thay giá thể, cũng như khi chúng ta chăm sóc cây dừa bonsai mà bị si như thế này ha. Rồi, chúng ta sẽ lấy ra và thay giá thể mới cho nó mọi người. Trời, nó nhẹ hiều luôn, nó nhẹ hửng luôn mọi người, không có nặng gì hết trơn luôn ha. Tại vì nó không còn giữ nước được mà. Nè, bộ rễ nó mọc quá trời mọc luôn mọi người thấy không? Đó nè, giá thể nè, nó mọc hết cho giá thể này nè, đâu có bao nhiêu giá thể đâu đó. Rễ thì khô cốc nè, khô cằn ha. Thì có khi cây dừa chúng ta không tưới nước lâu ngày nó cũng vậy, nhưng mà cái này là do là cái giá thể nó hết thì cái rễ nó ăn muốn hết giá thể luôn mọi người, ăn không còn gì luôn. Còn cái gáo thì nó cũng bỏ luôn, cái gáo cũng bỏ luôn, mà Linh để đây ha, sau này chúng ta trang trí cái gáo cho nó đẹp để nó luôn, tại cái rễ này nó ôm nè, rễ uống nó ôm vô cái gáo rồi. Rồi, chúng ta vũ bớt cái giá thể thiếu dinh dưỡng này đi ha. Chúng ta vũ bớt đi, rồi cung cấp cho nó một ít sơ dừa, một ít giá thể sơ dừa mới nè. Bữa nay là Linh không có chọn, Linh để luôn, không có chọn gì hết, để hôm sau cái Linh bổ sung thêm cho nó. Thì mọi người nên là chọn trước ha, chọn phân, một ít phân hữu cơ với một ít than tổ ong đã qua sử dụng đó. Mọi người cứ đập nhỏ nhỏ ra trộn vô thì nó ok hơn. Rồi sẵn đây là Linh cũng bắt đầu kê rễ cho nó luôn, mình làm một công hai ba chuyện luôn mọi người. Nếu ở nhà cô chú anh chị mình cái cây dừa chưa đến thời điểm kê rễ thì mọi người cứ để vô y cũ ha. Còn này sẵn đây là Linh kê rễ cho nó luôn để cho nó phát triển bộ rễ mới, sau này chúng ta lấy ngăn đây dọn vệ sinh sơn gáo là chơi luôn ha. Đó, một cộng hai ba chuyện luôn, thì rất là đơn giản thôi mọi người. Thì Linh làm những cái clip như thế này là do cô chú anh chị mình hỏi Linh
thì Linh tổng hợp lại một số câu hỏi nào đó thì Linh sẽ làm, lâu lâu cái Linh sẽ làm một lần để cho cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn. Thì những câu hỏi thì Linh cũng đã chỉ hết rồi, nhưng mà Linh muốn làm lại những cái clip như thế này để lưu lại cho cô chú anh chị mình, nếu mà không hiểu rõ nữa thì có thể xem lại. Tại vì cô chú anh chị mà thường hỏi Linh là những cô chú anh chị này lúc nào cũng đã theo dõi Linh, clip nào Linh ra thì cô chú anh chị cũng có xem hết ha. Cho nên là Linh cứ làm để đây thì cô chú anh chị có quên đó, thì cô chú anh chị có thể xem lại, hoặc là mai mốt có cô chú anh chị nào hỏi về cái vấn đề này thì Linh chỉ cần gửi cái clip qua cho cô chú anh chị mình xem, nó ra khá là ok. Để Linh chỉ thì nó không có ok bằng. Thì mọi người nhớ là để vô nhét giá thể vừa vừa thôi, vừa vừa như thế này thôi. Chúng ta tưới nước thời gian giá thể nó sụp xuống, chúng ta hãy cho thêm giá thể cho nó nữa, đừng có nhét mạnh quá nha. Nhét mạnh quá đó là nó gãy cái rễ cám, là cây chúng ta nó còn yếu thêm nữa ha mọi người. Nó đã đang yếu, đang mắc sức rồi mà mọi người nhét làm gãy rễ cám nó thì nó yếu thêm, nó yếu thêm nữa ha mọi người. Rồi rất là đơn giản thôi, chút xíu thôi chúng ta thay xong rồi, rồi chúng ta tưới nước cung cấp đủ nước cho nó thì là lâu ngày nó sẽ phát triển lại ha. Rồi mọi người lưu ý nha, khi chúng ta thay giá thể như thế này á, chúng ta tưới nước cho nó phát triển lại đi, rồi chúng ta mới xử lý cắt bẹ đồ này kia đối với cái cây này nha. Chúng ta cứ để nguyên vậy, thấy cho nó phát triển lại, thấy cái lá nó ok, xanh tươi tốt lại, cứng, không còn mềm nữa, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu xử lý. Chứ chúng ta xử lý như thế này, cái cây đang xây mà xử lý là cái cây bị hư luôn ha mọi người, là nó mất sức chết luôn ha. Rồi Linh chỉ mọi người một cách nè, đối với nha, Linh thì ít có xài thuốc men đối với cây dừa, nhưng mà cái cây nào suy quá thì Linh mới xài. Thì thường là Linh mua cái M3N thuốc kích rễ á mọi người. Thì Linh mua một cái hũ mà xài lâu dữ lắm, lâu lắm. Khi nào mà cái cây yếu dữ lắm Linh mới bỏ vô. Là mọi người tưới vô đây nè, nó sẽ phát triển cái bộ rễ cám này nè, nó hút nước, cái cây sẽ mau phát triển hơn mọi người. Đó, cái cây này chắc làm clip xong Linh cũng tưới cho nó một ít. Đó, tưới cho nó một ít để cho nó phát triển nha, cho bằng với những cái cây còn lại. Chứ trong cái vườn Linh có mình nên cây này thôi. Cái cây này là do để ở trong cái hốc, mỗi ngày tưới nước nó không có tới nè, rồi nó sống ở trong đó vậy, rồi ghét rồi nó bị vậy đó. Còn cô chú anh chị ở nhà thì có khi cô chú anh chị đi làm rồi không có tưới nước nè, để lâu quá rồi nó cũng bị vậy. Rồi để lâu quá không có thay giá thể gì cho nó tiêu hao hết chất dinh dưỡng, thì cái cây của chúng ta sẽ nó sẽ bị si như thế này mọi người. Đó, mọi người nên là tưới nước thường xuyên cho nó nè, lâu lâu khoảng có chừng 2 tháng 3 tháng thay giá thể cho nó một lần. Nếu chúng ta bận quá không thay giá thể được thì bỏ một ít phân hữu cơ cho nó trong đây, những cái phân mà dành cho cây kiểng đâu này kia đó mọi người cũng có thể bỏ vô đại cũng được, có chất dinh dưỡng là nó sống, cây dừa rất là dễ sống mọi người. Rồi clip hôm nay chỉ có vậy thôi. Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật đẹp để chúng ta trưng trong phòng khách, trưng trong phòng làm việc. Theo phong thủy thì cây dừa thì đón tài lộc, cho nên là cô chú anh chị mình chơi cây dừa thì đón lại may mắn tài lộc về cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi clip của Linh xin tạm dừng ở đây. Rồi xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những clip sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh của mình nha.